Hiện tượng xương bị mềm gây ra bởi khiếm khuyết trong quá trình khoáng hóa xương, biểu hiện thành bệnh coi xương ở trẻ em hoặc bệnh nhuyễn xương ở người lớn. Quá trình khoáng hóa xương bị suy giảm có thể là do sự thiếu hụt hoặc khiếm khuyết trong quá trình chuyển hóa vitamin D, phốt phát hoặc canxi. Trước tiên hãy xem qua một vài kiến thức cơ bản về xương. Những xương dài ví dụ như xương đùi được tạo thành từ hai đầu xương và một thân xương. Giữa mỗi đầu xương và thân xương có một vùng được gọi là hành xương hay vùng chuyển tiếp, chứa các sụn tiếp hợp đầu xương hay còn gọi là đĩa sụn tăng trưởng. Đó là phần xương tăng trưởng trong thời kỳ thơ ấu. Khi sự tăng trưởng dừng lại, các đĩa sụn tăng trưởng được thay thế bởi một đường đĩa sụn và điều này được gọi là sự đóng đĩa sụn tăng trưởng. Bây giờ để xương tăng trưởng và phát triển đúng cách, các tế bào xương đặc biệt gọi là tạo cốt bào nỗ lực làm việc để tạo xương tạo cốt bào tiết ra osteoid là phần hữu cơ của chất nền cấu tạo chủ yếu từ collagen type 1 những sợi collagen là khuôn để tạo cốt bào hoạt động tạo cốt bào sau đó lắng động các tinh thể canxi và phosphate vào khuôn này quá trình này được gọi là sự khoáng hóa xương và làm xương chắc khỏe sự khoáng hóa xương phụ thuộc vào một loại enzyme gọi là phosphatase kiềm enzyme này tăng khi các tạo cốt bào hoạt động. Vì vậy, suy cho cùng thì xương giống như một kho lưu trữ canxi và phosphate. Nồng độ canxi và phốt phát trong xương và trong máu được điều hòa bởi vitamin D hoặc hóc môn cận giáp hay còn gọi là PTH. Vitamin D cần hai bước để có được sự chuyển hóa tối ưu. Thứ nhất phải có đủ vitamin D trong cơ thể, có thể đến từ thực phẩm hoặc được tạo ra trong da khi tiếp xúc với ánh sáng mặt trời. Thứ hai, vitamin D phải được chuyển hóa thành dạng hoạt động. Và quá trình này cũng có hai bước. Bước đầu tiên xảy ra trong gan. Nơi vitamin D không hoạt động được chuyển thành 25 hero c vitamin D bởi enzyme 25 hero c laser. 25 hero c vitamin D sau đó đi đến thận. Nơi enzyme 1 alpha hero c laser chuyển đổi nó thành 1,25 hydroxy vitamin D còn gọi là calcitriol. Đây chính là dạng hoạt động của vitamin D. Calcitriol làm tăng tái hấp thu canxi ở ống thận, dẫn đến làm giảm mất canxi qua nước tiểu. Calcitriol cũng làm tăng sự hấp thu của canxi và phosphat ở đường ruột. Được rồi, bây giờ chúng ta hãy tìm hiểu về hóc môn tuyến cận giáp. Parathioid hóc môn được tiết ra đáp ứng với nồng độ canxi trong máu thấp và nó kích thích sự huy động canxi và một lượng nhỏ phosphat từ xương đi vào máu. Ngoài ra, hóc môn tuyến cận giáp cũng làm tăng hoạt men 1 alpha hydroxylase dẫn đến sự tạo thành nhiều vitamin D ở dạng hoạt động hơn, tăng cường hấp thu canxi qua đường ruột. Và cuối cùng, các hóc môn cận giáp làm tăng tái hấp thu canxi và giảm tái hấp thu phosphat ở thận. Vì vậy, nhiều phosphat được bài tiết vào nước tiểu hơn khi không có đủ vitamin D ở dạng hoạt động canxi hoặc phosphate sẽ dẫn đến sự giảm khoáng hóa xương. Điều này có nghĩa là các tạo cốt bào không có đủ canxi và phosphate để lắng động vào chất nền hữu cơ. Ở trẻ em, vì các đĩa sụn tăng trưởng chưa bị đóng lại, điều này dẫn đến mềm xương, giảm tăng trưởng xương và dẫn đến các dị dạng xương. Trong khi đó, ở người lớn, các đĩa sụn tăng trưởng đã bị đóng lại. Nên tình trạng trên chỉ gây suy yếu và làm mềm xương khiến xương dễ gãy hơn. Sự thiếu hụt vitamin D là nguyên nhân phổ biến nhất của cả hai bệnh còi xương và nhuyễn xương. Nguyên nhân của sự thiếu hụt vitamin D bao gồm kém hấp thu ở đường ruột có thể gặp trong bệnh celiac hay bệnh Crohn. Không tiếp xúc đủ với tia UV như ở người già sống chủ yếu ở trong nhà. Một số thuốc như phenytoin và một số thuốc chống coi giật sử dụng men Hiroshi Laser của gan và thận để chuyển hóa, đặc biệt là khi được sử dụng kéo dài sẽ dẫn đến không có đủ lượng vitamin D cần thiết được tạo thành. Và cuối cùng là do các bệnh lý gan và thận. Ví dụ, bệnh coi xương và nhuyễn xương có thể xảy ra trong bệnh gan mạng tính. Do gan không có đủ khả năng để chuyển hóa vitamin D không hoạt động thành 25 Hiroshi vitamin D. Tương tự với bệnh thận. Khi mà thận không thể chuyển 25 Hiroshi vitamin D thành 1,25 Hiroshi vitamin D, Cả hai tình trạng đó đều dẫn đến sự thiếu hụt vitamin D hoạt động, dẫn đến khoáng hóa xương bị suy giảm. Ở cả hai bệnh coi xương và nhuyễn xương, triệu chứng bao gồm có đau xương và khớp lan tỏa, yếu cơ gốc chi, xương giòn và tăng nguy cơ gãy xương trong các chấn thương nhẹ. Do nồng độ canxi máu thấp, bệnh nhân cũng có thể có co rút cơ bắp và tê tay chân triệu chứng đặc hiệu của còi xương bao gồm xương sọ mỏng mềm còn được gọi là nhuyễn sọ, thóp đóng chậm và chân vòng kiền hay còn gọi là genuvarum. Bệnh nhi cũng có thể có xương tráng lồi to lên gọi là bướu tráng và bụng chướng nghiêm trọng. Bên cạnh đó, chuỗi hạt xương cũng có thể xuất hiện. Đó là khi các khối nhỏ nổi lên dọc theo lòng ngực. Do sự giãn rộng chỗ tiếp giáp giữa xương xương và sụn xương ở phía trước của lòng ngực coi xương và loãng xương thường được chẩn đoán bằng các xét nghiệm cho thấy nồng độ vitamin D thấp bất thường trong huyết thanh, canxi trong máu thấp và sự tăng cao phosphatase ở huyết thanh. Khi nồng độ canxi thấp cũng có thể kèm theo tình trạng pth cao, từ đó có thể dẫn đến phosphat huyết thanh thấp. Hình ảnh x-quang trong bệnh coi xương và nhuyễn xương có thể thể hiện các dấu hiệu của việc mật độ khoáng của xương giảm hay còn gọi là thiểu xương. Đầu tiên có sự xuất hiện của hình ảnh zone, đó là các giả xương có mật độ thấp hình thành trên bề mặt của xương và nhìn giống như gãy xương vì thế chúng còn được gọi là giả gãy xương. Hình ảnh giả gãy xương thường xuất hiện ở ngành dưới và ngành trên của xương mù. Trong bệnh còi xương phim x-quang của cổ tay và phần hành xương của các xương dài có thể cho thấy hình ảnh hành xương bị lõm và loe ra. Trong hình ảnh lõm hành xương, các cạnh của hành xương mở rộng sang hai bên như quần jean ống loe và hành xương lõm vào bên trong về phía thân xương, làm cho nó giống như một cái ly. Một hình ảnh X quang trong còi xương khác là metaphyseal prein tức là làm nham nhở hành xương, thay vì bề mặt của hành xương xuất hiện đều đặn, nó bị mờ và không liên tục. Cuối cùng, một hình ảnh X quang khác trong còi xương có thể là chân vòng kiền. Điều trị cho cả bệnh còi xương và nhuyễn xương thường liên quan đến việc bổ sung vitamin D đường uống. Và điều trị các nguyên nhân có thể là bất kỳ tình trạng nào ảnh hưởng đến các cơ quan chịu trách nhiệm hoạt hóa vitamin D. Bên cạnh đó, các biện pháp phòng ngừa bao gồm bổ sung vitamin D trong khi mang thai và nhỏ vitamin D cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Được rồi, cùng tóm tắt lại nào. Bệnh còi xương và nhuyễn xương là tình trạng trong đó có hiện tượng mềm xương do sự thiếu hụt các chất khoáng hoặc thiếu hụt vitamin D. Trong khi còi xương là tình trạng xảy ra ở trẻ em thì nhuyễn xương xảy ra ở người lớn, phụ thuộc vào đĩa sụn tăng trưởng đã đóng lại hay chưa. Một số triệu chứng chính của bệnh gòi xương là nhuyễn sọ và chân vòng kiền, đối với nhuyễn xương và gòi xương các triệu chứng chính là đau xương và khớp lan tỏa. Yếu cơ gốc chi, xương giòn và tăng nguy cơ gãy xương đối với các chấn thương rất nhẹ. Trên X quang cũng có thể thấy các hình ảnh giả gãy xương. Điều trị thường bao gồm bổ sung vitamin D đường uống và điều trị các nguyên nhân nền. Video thực hiện bởi Women's